Xin chào tất cả các bạn nha. Video này giới thiệu các bạn tham gia một chuyện góp nhận tốc cần solar cây các bạn. Nhưng mà mình không biết nhận bao nhiêu tốc cần các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn có clip phần link mô tả dưới video mở link phong các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho vào kênh Telegram group của nó nè. Có đôi khi làm trên này thì có những dáng các bạn ăn có thể ăn mai là được 1-200 đô. Có những dáng các bạn ăn 2-3 đô, 4 đô. Thì các bạn nên làm đi các bạn. Trên nguồn gấp nó trên nhân Telegram đã bấm chọn xào các bạn. Sau khi các bạn chọn xào thì no free sale các bạn. 1000 tục cần cả cây. Thì dạo gần đây mạng Solana khá là hot các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn copy cái hashtag này các bạn tag 5 người bạn vào các bạn. Trên tờ Twitter thì các bạn theo dõi nè bạn. Con tốc cần này nó tựa tựa như con tốc cần Kake của mạng BNB Smart Chain. Rồi bạn chỉnh dẫn tờ tweet các bạn. Các bạn dán hashtag nó vào và gõ A cộng tăng 5 người bạn mình vào thôi. Rồi các bạn tweet lên nè. Sau khi tweet lên xong thì bạn bắt đắp lên linh phong mình làm nhiệm vụ tiếp tục nha bạn. Dòng đầu tiên thì các bạn đi ơi. Các bạn join sao Discord nữa các bạn. Trên Discord thì bạn chấp nhận là mờ nè các bạn. Sau khi các bạn join Discord xong thì các bạn nhấp vào bao gạch cùng nè các bạn. Các bạn nhấp vào avatar của mình nè các bạn. Các bạn copy username của mình ở chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên các bạn. Quỳnh Văn Anh thăng 6160. Rồi tất cả các bạn bắt đắp lên form mình các bạn. Thì xuống đây các bạn điền là username Discord mình đi các bạn. Quỳnh Văn Anh nè các bạn. Quỳnh Văn Anh thăng 6160. Tiếp tục thì dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào các bạn. Tiếp tục điền username Telegram của tất cả các bạn anh cộng 441 anh 1133. Tiếp tục điền username Twitter của tất cả các bạn anh cộng Win VN 9 các bạn. Tiếp tục con gửi làm cái link tweet nè. Thì các bạn mở Twitter ra lại nè các bạn. Trên Twitter thì các bạn nhấp vào bài quanh cùng. Các bạn nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn chia sẻ cái bài tweet này lại nè các bạn. Các bạn sao chép liên kết nè. Rồi các bạn bắt up lên nè. Các bạn dán cái link tweet về đây nè các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ Solana nè các bạn. Thì các bạn đăng nhập vào một cái tài khoản là solet.io các bạn đăng nhập vào em lọc. Khi tạo tài khoản thì các bạn việc đăng nhập mật khẩu và lưu 12 chữ cụm từ khu vực dưới là được ok các bạn. Rồi bấm vào reset các bạn copy địa chỉ Solana của mình này. Rồi các bạn bắt đắp lại cái link phong hồi nãy nha các bạn. Các bạn dán địa chỉ Solana của mình chỗ này nè các bạn. Rồi tất cả các bạn gửi được xong rồi mà. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình góp nhận tốc cần solar cây đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.